là rẻ ở đây. Nó là cái thạch đông trùng hạ thảo đây nhé cả nhà nhá. Và nãy Hà có nói rồi á, là khách của Hà khen về cái sản phẩm này, nói ăn rất là ngon nhá. Và chị cũng nói là nói cho em biết để em nói cho khách hàng nghe, ăn rất là ngon. Chị nói như vậy đó. Và cái thạch đông trùng hạ thảo này á, thì nó một hộp của nó như thế này, nó được 30 gói nha cả nhà nha. 30 gói, được 30 gói trong này. Mình được 30 gói trong này và giá Hà bán là 35 đồng nha cả nhà nha. Giá Hà bán là 35 đồng. Nó như thế này nha cả nhà nha. Nó như thế này. Mỗi một hộp như thế này là 10 gói trong này nha cả nhà nha. Nếu mọi người thích thì mọi người sẽ lấy cái này. Nếu mọi người không tặng, không biếu này kia thì Hà sẽ lấy cái này ra và Hà sẽ ship cho mọi người 3 hộp như thế này nha cả nhà nha. Những ai mà mình bị Covid này nọ kia thì mình chịu khó, mình nên xài những cái đông trùng hạ thảo nha cả nhà nha. Sau Covid thì mọi người nên xài những cái sản phẩm mà nó có cái đông trùng hạ thảo vì nó tốt cho cái hệ hô hấp của mình nha. 35 đồng một hộp nha cả nhà nha. Hà sẽ không nói nhiều về cái sản phẩm đấy nữa.